Bác ơi, cá rô phi đây to lắm rồi bác. Đã câu được con nào chưa? Dạ. Giờ nó không cắn được. Không cắn đâu. Cháu muốn cho con mèo cháu ăn mà nó không cắn. Rô phi lớn nhanh thật. Điên nhá, chế nhựa. Bác cho về như không phải là một chuyện gì đâu. Về anh chửi. Chửi vào mẹ mình. Tùy lúc nữa mình khác quá. Mấy ngày? 4:10. Ở về đi nhà, có việc gì làm thì làm. Thank you.